Hạ viện của Hoa Kỳ hủy phiên họp thứ tư vì đe dọa tấn công. Thưa quý vị, Hạ viện của Hoa Kỳ đã phải hủy phiên họp vào ngày thứ Năm 4 tháng 3 sau khi nhận được thông tin đe dọa tính mạng của các nhà lập pháp có thể xảy ra tại tòa nhà Quốc hội. Cảnh sát Quốc hội cho biết là có âm mưu xâm nhập Quốc hội của một nhóm dân quân đã được nhận diện. Các lực lượng bảo vệ an ninh được tăng cường để đề phòng tình trạng bất ổn. Thông báo của cảnh sát Quốc hội viết rằng, chúng tôi nâng mức báo động an ninh bao gồm thiết lập rào chắn và tăng cường lực lượng nhằm bảo đảm tối đa an toàn cho Quốc hội, công chúng và các giới chức công lực. Hạ viện của Hoa Kỳ quyết định thực hiện các phiên họp vào tối thứ Tư, tức là sớm hơn một ngày nhằm tránh rủi ro xảy ra. Thượng viện chưa cho biết là có ngừng làm việc trong ngày thứ Năm hay là không.